Mến chào tất cả các bạn. Tôi là Lê Ý Thu, rất vui được giao lưu với các bạn về những điều tôi sắp chia sẻ ngay sau đây. Hôm qua, tình cờ tôi thấy trên Facebook thông tin về cuộc thi The Flow of Voice, dòng chảy của tiếng nói, do Câu lạc bộ sách và hành động Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp với Câu lạc bộ sách và hành động Đại học Việt Pháp tổ chức. Tôi quyết định tham gia ngay. Vì sao ư? Đó là vì tôi mong muốn được chia sẻ đến các bạn một mẫu chuyện trong quyển sách tôi từng đọc mà theo bản thân tôi, đó là một bài học quý giá cho tất cả chúng ta. Mời các bạn cùng lắng nghe mẫu chuyện trong quyển sách Đời ngắn đừng ngủ dài của tác giả Robin Sharma, dịch giả Phan Anh Tuấn, do nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2014. Mẫu chuyện số 28, chấp nhận là khôn ngoan. Tôi đang đọc một cuốn sách của người bạn thân Richard Curson, người vừa mất cách đây không lâu. Cuốn sách có tựa là Don't Get Rushed, đừng bần tiện, và tôi đọc xong chương Chấp nhận, giải pháp tối thượng. Nó khiến tôi dừng lại và suy nghĩ. Richard viết: chấp nhận nghe có vẻ thụ động, nhưng khi bạn cố gắng chấp nhận, bạn nhận ra nó hoàn toàn không có nghĩa là không làm gì hết. Đôi khi, chấp nhận còn đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn cả than phiền, đối đầu hoặc ngồi im bất động như bạn vẫn thường làm. Một khi bạn trải nghiệm sự tự do mà việc chấp nhận mang lại, nó trở thành bản chất thứ hai của bạn. Chấp nhận, tìm kiếm phúc lành đang giấu mình giữa những nghịch cảnh, thoải mái trong bất cứ hoàn cảnh nào bạn đang lâm vào. Bám vào câu châm ngôn ngàn xưa rằng, cuộc đời không cho bạn những gì bạn muốn, nhưng sẽ gửi đến bạn những gì bạn cần. Tất cả chúng ta đều có những ngày vất vả, những giai đoạn khắc nghiệt, lúc này hay lúc khác. Đó là vì bạn và tôi đều đang học trường đời. Thử thách, xung đột, mâu thuẫn, bất an, tất cả đều là phương tiện để ta trưởng thành. Ngày sẽ sáng lên và mùa sẽ luôn thay đổi. Khi chấp nhận điều phải đến, thì lúc cay đắng sẽ qua nhanh và ngày tươi sáng sẽ dài hơn. Và đó luôn là lời chúc dành cho bạn. Các bạn thân mến, đó là mẫu chuyện mà tôi tâm đắc nhất trong số 101 mẫu chuyện trong quyển sách này. Mẫu chuyện ngắn thôi, nhưng đã cho tôi học được cách nhìn cuộc đời bằng một góc nhìn mới mẻ hơn, lạc quan hơn. Đã truyền cho tôi nguồn cảm hứng và động lực mạnh mẽ để tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống mà tôi đã từng gặp phải. Đơn cử như trường hợp này đây các bạn. Tôi là dân miền Tây. Trước đây tôi rất ghét mùa nước nổi. Mỗi năm mùa lũ về, nước ngập, đường đứt, cầu trôi. Khi đi học, không sớm thì muộn, tôi cũng sẽ gặp cái cảnh phơi sách vở như thầy trò Đường Tăng phơi kinh vì bị té ngã. Nhưng giờ đây tôi chấp nhận và nhìn sự việc theo hướng tích cực hơn. Có lũ về, đất sẽ được bồi đắp phù sa, vườn cây có thêm nhựa sống, cá tôm cũng theo lũ mà về, bữa cơm gia đình tôi trở nên phong phú hơn. Không ai là dân miền Tây mà không biết món bông súng cá kho, hay món cá linh non nấu canh chua với bông điên điển hoặc với bông so đũa. Bây giờ, với tôi, lũ không còn đáng ghét nữa. Và cụ thể nhất là ngay trong thời điểm đại dịch Covid-19 đang bùng phát dữ dội như hiện nay, có rất nhiều khó khăn, vất vả, cuộc sống trở nên khắc nghiệt, tù túng khi phải ở một chỗ. Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ than phiền. Sao mà ở nhà khó quá, ở nhà buồn chán quá, vân vân các kiểu. Thì giờ đây tôi lại chấp nhận nó, chấp nhận một cách thoải mái nhất có thể. Tôi tự bảo với tôi rằng, mình còn được ở nhà là may mắn hơn những người đang phải ở trong trại cách ly hoặc khu vực đang bị căng dây phong tỏa, sung sướng hơn nhiều so với những người đang trực tiếp làm nhiệm vụ chống dịch với bộ đồ bảo hộ kín mít, sung sướng hơn nhiều so với những anh tài xế Grab, so với bác chạy xe ôm hoặc những người làm nghề bán vé số. Nếu không giúp được gì thì ở yên một chỗ cũng đã thể hiện lòng yêu nước rồi, hà cớ gì phải than vãn. Bây giờ tôi đã trở thành tỷ phú thời gian rồi. Tôi lại tìm đọc những quyển sách mới. Tôi theo dõi tin tức,
mở Facebook và comment thăm hỏi, động viên tinh thần cho bạn bè tôi đang ở trong vùng dịch. Nếu tôi ổn hơn, tôi có thể đóng góp nhiều hơn cho quỹ vaccine phòng chống COVID-19 của chính phủ với con số nhiều hơn tin nhắn COVID-50K như tôi đã từng nhắn. Tôi còn có thể ở nhà để khám phá ra những khả năng còn tiềm ẩn của bản thân mình. Và ngay lúc này, tôi thật vui khi phát hiện ra mình có thể viết lách được chút chút. Và giọng đọc của tôi có thể khiến cho bạn lắng nghe đến giây phút này là một thành công lớn đối với tôi rồi. Các bạn ạ, tất cả những gì tôi vừa chia sẻ đã nói lên được lý do tại sao tôi chọn mẫu chuyện Chấp nhận là khôn ngoan trong quyển Đời ngắn đừng ngủ dài của tác giả Robin Sharmer, dịch giả Phan Anh Tuấn, để giới thiệu đến các bạn rồi đó. Bạn tìm đọc hết quyển sách ấy đi, chắc chắn rằng bạn sẽ tìm được những điều thú vị và nguồn năng lượng mới cho mà xem. Hãy tự khám phá bạn nhé. Nhân đây, tôi xin gửi đến các bạn đang không may mắn sống trong vùng dịch lời chia sẻ thân tình. Các bạn ơi, hãy cố gắng lên nhé. Việt Nam chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh. Tôi chân thành cảm ơn Câu lạc bộ Sách và Hành động Đại học Sư phạm Hà Nội. Chân thành cảm ơn Câu lạc bộ Sách và Hành động Đại học Việt Pháp đã tổ chức sân chơi thú vị và đầy sức hấp dẫn này để tôi có thể chia sẻ yêu thương, đồng thời lan tỏa phần nào đó động lực và cảm hứng của bản thân tôi đến tất cả các bạn. Tôi hy vọng và tin rằng đại dịch COVID-19 rồi sẽ chấm dứt, tin rằng The Flow of Voice, dòng chảy của tiếng nói, sẽ là dấu ấn mãi mãi không phai mờ trong lòng mỗi chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mến chào tạm biệt các bạn.